Hello hello mọi người, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Bang Bang Gaming. Thì nếu mà anh em nào mới đến kênh hoặc là chưa đăng ký thì mọi người hãy ủng hộ Bang Bang Gaming nhé bằng một nút like này, một nút đăng ký và bật chuông thông báo lên để nhận những video sớm nhất từ team của mình. Thì trong cái video này thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một cái tựa game đua xe kết hợp với bắn súng trong một cái thế giới Metaverse mình coi là khá hấp dẫn, đó chính là Icarus. Icarus là một casual play to earn game 3D được thiết kế để cung cấp cho người dùng trải nghiệm chơi game thú vị bằng việc kết hợp giữa đua xe và bắn súng trong một thế giới Metaverse. Thì người dùng có thể thu nhập X-Racer cũng như là tùy chỉnh X-Car để cạnh tranh với những người chơi khác trên bảng xếp hạng. Thì Icarus mong muốn sẽ có thể thành một cộng đồng trò chơi tuyệt vời, cho phép người chơi không chỉ tận hưởng niềm vui mà còn thay vào đó sẽ earn được một phần token cho trong game. Dự án sẽ được triển khai trên KuCoin Community Chain trước và sau đó sẽ mở rộng sang các blockchain khác như kiểu là Binance Smart Chain này, hoặc là Polygon Matic. Thì vừa qua Icarus đã chạy thử nghiệm thành công cái phiên bản beta test và trong vài ngày tới thì dự án sẽ có cái chiến dịch bán IGO cũng như là có phiên bản beta test public rồi, và IDO và mainnet sẽ diễn ra vào tháng 5 và Icarus sẽ cũng sớm triển khai qua các mạng lưới, đầu tiên có thể là thử nghiệm trên mạng của Binance Smart Chain. Theo như mình tìm hiểu thông tin về gameplay của Icarus thì hiện tại thì game sẽ có 4 loại vật phẩm chính này và người chơi cần phải có chúng để có thể tham gia chơi cũng như là nhận thưởng trong trò chơi, đó chính là X-Racer này, X-Car, X-Box tức là các cái Mystery Box đó và cuối cùng là X-Energy. Thì trong đó có X-Car thì chúng ta có thể nhìn thấy trên màn hình là các cái loại car, các loại ô tô khác nhau, 1, 2, 3, 4 này, có độ hiếm cũng như là các cái chỉ số khác nhau. Ok, thì các cái Icarus game này thì là các cái thành phần về cái token, thì token của game là SOR và dùng để play to earn này, dùng để trong các cái sự kiện đặc biệt, phần thưởng của sự kiện đặc biệt này, dùng để phần thưởng cho hàng tuần, dùng cho phần thưởng hàng ngày, dùng cho các cái referral incentive này, cũng như là phần thưởng cho các nhiệm vụ hàng ngày luôn. Và về cái token SOR đó thì token này được dùng để mua cái Xbox hay còn gọi là cái Mystery Box. Thứ hai là dùng để mua bán các cái vật phẩm trong game, là cũng có thể là để nâng cấp các cái loại XK nữa. Và cái token này cũng dùng để trao đổi và mua bán trên sàn giao dịch phi tập trung hoặc là sàn giao dịch tập trung, cũng như là có thể là dùng để mining này, và có thể là nhận được một số cái chiến dịch đặc biệt từ cái dự án của họ. Về roadmap của cái dự án X-Ray này thì đầu tiên là quý 4 2021 này thì họ sẽ bắt đầu là design và thiết kế được cái lối chơi của gameplay của game này và đã ra chính thức, lăn chính thức cái website của họ. Thì hiện tại là chúng ta đã sang quý 2022 đúng không ạ? Thì quý 2022 thì họ sẽ lăn cái IGO và IDO cũng như là bán public sale. Thì cái dự án này thì là được build trên cái mạng lưới của KuCoin nhé, KuCoin trên ấy, nên là một dự án khá là mới và khá là đặc biệt luôn. Họ cũng sẽ lăn cái bản public beta version này, hiện tại đã đang lăn rồi nhé. Và họ sẽ cũng như là list sàn ở tắc top exchange. Thì theo mình phỏng đoán, cái quan điểm cá nhân của mình thì cái backer lớn của họ là KuCoin thì chắc chắn họ sẽ list cái sàn tập trung, chắc chắn là sẽ list KuCoin thôi. Ok, ngoài ra quý 3, quý 4 này họ sẽ lăn các cái event trong game này, lăn hệ thống social của game này, thì họ hướng tới vừa game file và vừa social file luôn. Đó, các thông tin về các quỹ đầu tư của dự án thì dự án đã kêu gọi tổng thành công là khoảng 8 triệu đô nhé, một con số khá là lớn so với thời điểm hiện tại là 8 triệu đô. Và bởi dẫn đầu là KuCoin Venture, thì KuCoin Venture là một cái quỹ đầu tư của sàn KuCoin luôn. Và thực sự mình cũng rất là bất ngờ với thông tin này, thì bởi vì là Việt Nam cũng ít người biết đến cái dự án này, và dự án này cũng được kêu gọi và cộng đồng nước ngoài biết đến khá nhiều, và dẫn đầu là bởi KuCoin. Và họ cũng được audit, smart contract được audit bởi Certix rồi, một cái bên kiểm toán thứ ba rất là nổi tiếng luôn. Thì về media support họ gồm có các trang khá nổi tiếng, trong đấy mình thấy có Cointelegraph này cũng như là Crypto News. Về thông tin tokenomics của họ thì họ sẽ có một cái token là SOR và họ sẽ build đầu tiên là trên mạng lưới của KuCoin này, sau đó họ sẽ sửa mở rộng multi chain ra khác nữa, có thể là BSC hoặc là Polygon Matic. Thì đây là cái phần phân bổ token của họ này, đầu tiên là investment round là khoảng 5%, IDO cũng như là thanh khoản là 1.3%, các cái NFT X-Racer là khoảng 5% này, và cái phần thưởng trong game là cao nhất, chiếm tới 53.7%, mình thấy là một con số rất là cao luôn á. Community mining là 10% này, rồi phần cho marketing treasure là khoảng 5%, team thì họ nắm giữ khoảng 10% thôi, mình thấy là khá là khiêm tốn.
và họ sẽ có một phần trích ra để multi chain như mình nói từ đầu video á, họ sẽ multi chain ra các cái blockchain khác nữa là khoảng 10%. Thì đây cũng là một con số mà mình thấy là team họ cũng khá là ít, đúng không ạ? Mọi người thấy ít không? Thì mình hy vọng là họ sẽ có hết đủ tâm huyết để phát triển dự án này đi lâu đi dài. Ok, như mình mới chia sẻ ở phần đầu video á, hiện tại cái roadmap của họ đã đến cái giai đoạn là đã có phiên bản beta test rồi nhá. Chúng ta có thể test trên website của họ này. Thứ hai là họ khoảng vài ngày tới thôi, ngày mùng 10 này, mùng 10 tháng 5 là họ sẽ bán cái chương trình là IGO á, bán cái X-Racer trên cái IGO của KuCoin luôn, cái sàn mà gọi là backer của dự án này luôn. Thì chúng ta có thể xem này, X-Rush Generate Mystery Box này, thời gian họ sẽ bán 9.500 item nhé, một con số là khá ít thôi, từ mùng 10 tháng 5 này, 12 giờ UTC đến ngày 15 tháng 5 cũng là 12 giờ UTC sẽ kết thúc này. Và chúng ta sẽ mua, cần phải get, phải có wallet chúng ta mới mua được nhé. Thì đăng ký wallet nào thì các bạn xem các thông tin trong cái trang web của họ, mình sẽ để link dưới mô tả video cho mọi người, thì mọi người xem và mọi người có thể đăng ký wallet. Nhưng mà đầu tiên mọi người bắt buộc phải tìm hiểu kỹ dự án đã, nếu muốn đầu tư bắt buộc phải tìm hiểu rất là kỹ. Thì đây là cái thông tin về X-Ray, đúng không? Họ thiết kế khá là đẹp. X-Rush đây. Đó, đây là phiên bản limited của X-Racer Mastery Book. Thì nó sẽ có từng phần. Và đây sẽ là đấu giá. Một cái là trên này là chúng ta sẽ mua này. Đó, bên dưới này chúng ta phải đấu giá, chúng ta mua. Ok, vậy là trong video này mình và các bạn cũng đã tìm hiểu cái dự án X-Rush, một dự án được build trên cái mạng lưới của KuCoin trên nhá. Và đây là một dự án về game đua xe và bắn súng. Mình xem các cái phần về gameplay của họ cũng khá là thú vị. Nếu anh em mà có bất cứ câu hỏi hoặc thắc mắc chưa hiểu nào thì mọi người có thể bình luận dưới video nhé, thì cũng mình cùng trao đổi và giải đáp. Thì anh em nhớ join các cái channel của cộng đồng Bang Bang Gaming như kiểu Facebook group này hoặc Telegram để chúng ta có thể là cùng thảo luận trên đó. Và nhớ ủng hộ Bang Bang Gaming bằng nút like này, đăng ký kênh và bật chuông thông báo lên để nhận những video sớm nhất từ team của mình. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.